cháu xin lỗi ông ạ. Ông tha lỗi cho cháu nhé. Cháu biết sợ rồi ạ. Chị không cần phải xin lỗi tôi làm gì. Giờ thì chị kinh rồi. Chị bản lĩnh hơn người rồi. Giờ chị dắt người lạ về giới thiệu với cả nhà, để lừa cả nhà. Chị coi tôi với bố chị là đồ ngốc à? Hả? Lại còn đúng vào cái ngày mừng thọ, cái ngày vui nhất của tôi ấy. Giờ thì vui quá, mắt mày mắt mặt quá. Này, hôm nay mấy giờ Linh phải về? Chắc là khoảng 10 giờ. 10 giờ á? Ôi, sớm đi. Thôi, ở lại đến 11 giờ đi. Thôi, về muộn quá mẹ Linh mắng ấy. Thế thì 10 rưỡi nhá. Nhá, đi mà xin ai. Anh Phong, anh đi công tác về rồi đấy ạ. Anh Phong về à? Tôi chết rồi. Sao anh bảo là đi 3 ngày cơ mà nhỉ? Tôi chết rồi. Sao phải sớm thế? Anh không còn động lực nào để sống tiếp nữa. Thôi mà, Sơn ca mất rồi nhưng vẫn thấy anh ở dưới này. Anh phải vui lên. Nhìn làm sao được. Sao xả ớt rồi, lấy gì ra mà nhìn. Mày thấy anh khổ không? Từng này tuổi rồi, cô độc, không gà, không cả người yêu. Chuyện hợp đồng của chúng ta bị bại lộ ấy, không phải là nhóc Sơn vô tình đâu. Tôi cũng nghĩ vậy. Với lại chuyện con Sơn ca, tôi sẽ mua một con gà thực chiến, rồi sau đó tìm cách thuyết phục bố giao lại cho anh Đông nuôi. Anh đừng xưng hô như thế nữa. Từ bây giờ, chuyện gia đình của tôi, anh cũng không cần bận tâm nữa đâu.